Chở lật lại hả? Cái tâm nghiêm đâu? Có cái này. Cắt rất mà ít lửa ít thay dầu, đổ dầu gì? Thay dầu ít quá. Hả? Thay dầu ít quá. Ít quá. Tập tiếp theo đổ bánh khọt. Giờ nhân. Không đổ lo quen hồi nó khét hết. Nó khét hết mà chửi cho. Chị thấy em đổ chuyên nghiệp không? Chính rồi. Gì là chính rồi? Đầu bếp đổ và tự xử luôn. Vô làm chưa? Trả tiền lại đây. Má chị ơi, xác đi.
đi mua bà ấy nè, bột mua đậu đi, nó làm bánh thọt ăn như bột. Vừa làm chưa? Khét nghẹt. nó đặt cái đít lên nè, cái là chai mày đổ khác ăn khác hai cái đặt lên. Nè. Ta chỉ mấy cái trên này ta ăn đi, ta lấy một cái đi. Không chịu. Lấy hai cái thành ăn khác. Chiếc này bà nội còn khét hơn nữa nè. Úp lại. Mấy cái đó là dưới đít nó khét á. Úp lại. Vô tay, vô tay, vô tay. Bà nội đổ cháo vô tay nha. Quỳnh Anh ăn không? Bi ăn không? Hảo Anh? Ăn lấy chén thôi. Nè. Kìa đó, lại ăn luôn đi chứ chặn gì. Con qua bóc ăn đi. Lấy ra ra mở cho con. Đậu luôn đi, lấy ca nước miếng kìa. Em ra ca nước miếng luôn. Nè, lấy bỏ qua luôn. Bỏ ra cho anh còn trốn nước miếng đó hả? Ừ. Rồi tao đổ à, không cho tốn nước miếng. Bị cha mấy thằng này. Mấy cái bài sướng à. Gì? Clip của em toàn là giang hồ. Đổ mày cho ăn mà trốn nước miếng đó ha. Bà nội ngồi đổ cho cháu nội ăn nè. Ăn đâu tao? Ăn 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 nó nghe nè. Ơ nó nghe nè. Kêu nữa nè nghe. Nó ngon nhà. Con lấy đại con lựa lại ăn. Con lựa. Lấy đại đi con. Ăn đi nè, lấy ăn đi. Lấy hết đi. Nóng. Lấy đại đi. Lấy cái chén ra. Lấy đại đi. Rồi. Ờ rồi. Ừ, nói mừng trước đi. Lấy đại đi. Rồi, thôi thì rồi thôi. Ừ. Hả? Hả? Còn còn nó lấy cái kép cho nó trả lại hai cái. Bị trà nữa. Ừ, cái bánh nhu nó cái men trước rồi coi con ăn đi con. Không kêu thèm chứ.